Vâng, Solo là Lộc xin gửi lời chào tới toàn thể anh em đam mê săn bẫy. Hôm nay bên shop lại làm một video ngắn gửi tới các bác hai mẫu loa mà được anh em đánh giá là pin trâu máy bền nhé. Hai mẫu loa này đã được anh em đi săn bẫy phản hồi về shop rất chi là ok. Hôm nay em sẽ giới thiệu tiếp cho các bác những chức năng và những cái ưu nhược điểm của chiếc loa này. Đầu tiên em xin đi vào con AT101 nhé. AT101 như các bác đã nhìn thấy. Đây. Mà máy màu đen nhé các bác nhé, bỏ này hợp kim nhé các bác nhé, thông số nó đây nhé, model AT101 các bác nhé. Đấy, pin tận 4000mAh này. Đấy, 4000mAh các bác nhé. Đấy, nên là quả pin này nó rơi vào khoảng từ 15 đến 18 tiếng các bác ạ. Như này các bác đi rừng thì không bao giờ phải nghĩ gì rồi, để pin rồi. Máy thì các bác nhìn này, rất nhỏ gọn và chắc chắn nhé. Đấy, chức năng chính của con AT101 này thì gồm có chạy thẻ nhớ nhá các bác nhé, và USB và đài FM các bác nhé. Đấy, thì em xin test luôn. Test luôn cho các bác luôn. Báo ship các bác nhé, bật lên ở chế độ báo ship là tạm dừng nha các bác nhé. Đấy, bây giờ thì mình sẽ ấn play. Đã thấy rất là xịn sò đúng không các bác? Phụ kiện đi kèm của con AT101 này thì gồm có chiếc điều khiển nhìn rất chi là chắc chắn và xịn sò nha các bác nhé. Đấy, cái anten này các bác đi đánh xa các bác rút anten lên để nó bắt được cái điều khiển này tốt hơn nhé. Nó giờ địa hình tùy theo địa hình của các bác, tức từ 1 đến 300m nhé. Đấy, cái điều khiển thì pin của nó pin 5C Nokia nha các bác nhé, rất chỉ là bền là trâu nhé. Thì xịn từ cái chi tiết nhỏ nó đi các bác ạ, tiền nào của đấy mà các bác. Thì chức năng của nó thì như các bác đã biết này. Tạm dừng ấn next đây, tua đi tua lại đây các bác nhé, đều bằng tiếng Anh hết, nó dễ dùng như cái điều khiển tivi nhà các bác. Thế thì nó còn có một chiếc sạc cho loa các bác ạ, một cái sạc cho loa và một cáp sạc cho điều khiển các bác. Đây, các sạc các điều khiển thì nó cắm vào đây. Đây, cắm đây. Ok. Và các bác có thể dùng chung cùng với sạc loa luôn. Đấy, các bác rút sạc loa ra, các bác cắm luôn đây. Đấy. Ok. Một cái này là hai chức năng nhé các bác nhé. Vừa là sạc cho loa, vừa là sạc loa cho điều khiển được luôn. Đấy. Các bác biết thì em đi test tiếp cho các bác con AT100 nhé. Con này thì máy nó sẽ to hơn con AT101 một chút và nặng hơn một chút các bác nhé. Đấy, các bác đây này, AT100 này. Đấy, pin của nó 4000mAh các bác nhé. Dung lượng pin như nhau, cái này sẽ to hơn một tí và nặng hơn một chút. Vỏ thì hợp kim giống nhau rồi. Đấy, rất chi là bền bỉ các bác nhé. Đấy, anten đây các bác, chức năng của nó thì cũng gồm có chạy thẻ nhớ các bác nhé, chạy thẻ nhớ này, USB và đài FM các bác nhé. Đây, em lắp luôn, test luôn các bác, cho âm thanh luôn, ấn nó lây luôn, ấn nó lây luôn nhé các bác nhé. Thank you.
đấy các bác ạ, như bác đã vừa em vừa test cho các bác đấy, âm thanh của này quá khủng luôn, quá kinh khủng luôn. Phụ kiện đi kèm của nó thì cũng có một cáp sạc các bác nhé, và một pin điều khiển, sạc pin và một túi đeo loa như thông thường nhé các bác nhé, một túi đeo loa. Đấy, xịn xò luôn, túi đeo loa này chống ẩm luôn nhé các bác nhé, chống ẩm ướt luôn, chống ẩm ướt luôn. Đấy, các bác không hề suy nghĩ gì cả. À, một điều khiển này, điều khiển này cũng dùng pin 5C luôn các bác nhé. Pin này dùng phụ kiện này đều dùng chung với con AT101 cái được các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em mà giới thiệu thêm một số chi tiết, một sản phẩm nữa bên em cung cấp cho các bác, đó là pin trong loa và bên ngoài và pin dự phòng nhé các bác nhé. Đây là pin dự phòng. Đấy, pin dự phòng này thì có hơn 100.000 thôi. Cái này cũng vậy các bác nhé. Đây là Bluetooth rời các bác nhé, và USB rời. Các bác hơn 100.000 thôi các bác ạ. Đấy, đây là bộ thòng 10, đây các bác, đây là bộ thòng 10. 5 khoanh, thòng này đa năng các bác nhé. Đánh cuốc bịp đa đa. Rồi đánh gà rừng, đánh cu gáy, đánh trần nghịch đều được hết các bác nhé. Tùy theo các bác đánh con gì thì các bác cắm theo chiều cao của những con mà các bác muốn đánh, gà đồng, gà nước các thứ luôn. Vậy cho em xin nói cách thức muốn giao dịch bên em thì luôn luôn là một kênh bán hàng online uy tín, luôn ship cút xe đưa được tận nhà cho các bác. Các bác trước khi nhận hàng thì được test hàng và mới phải trả tiền cho nhân viên điện nhé. Ok thì các bác phải trả tiền nhé. Vậy để cho các bác yên tâm thoải mái nên cho em xin phép kết thúc video tại đây. Chúc các bác ngày làm việc hiệu quả. Các bác xem kênh thì thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp em. Các bác nào chưa có thì hãy nhanh tay gọi lên số 0972111303. Còn bác nào có rồi xem cho vui, like, đăng ký kênh giúp em. Cảm ơn các bác.